Mbappe thì cũng như các mùa trước thôi. Mùa này cũng là một mùa cũng khá dễ dùng. Nếu mà so với back to back rồi mùa 21 U gì đã ta. Đấy đại loại vậy. Mbappe này cũng khá ngon. Khá ngon. Tôi ẩn đẹp. Con này là con lấy cái gì nhỉ? Tiêu chí là mùa loan nhưng mà lại thể hình là thể hình hiện tại. Thế cho nên là nó khá trâu. Con Rabia đá ngon nhá. Ngon. Đá lưng hơi to. Và đủ cho anh em gọi là trải nghiệm những cái kiểu đá con lạ lạ đương đại. Endombele phòng ngự không tốt lắm nhưng mà chạy chỗ điều phối bóng ổn, dê dẻo. Romero hậu tốt, Saliba ngu, Tomori thì được cái nhanh lùa gà thôi chứ còn chân ngắn vào bóng không chuẩn để ăn penalty. Mình chỉ test có 10 con đấy thôi và bữa tới nếu có thời gian để test thêm những con khác. Thì vừa rồi là nhận định của mình sau 10 trận.